xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân.
tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Hãy
bao đời như gió tiệm khơi ngàn năm vang lời reo gọi núi đồi. Chúa tới giờ cha cũng nghĩ rằng đại chúng
xin thương cho chúng con, để cho cả hai chúng con về chúng nghe lời tuyên giảng. Đó là con nhận thì thầy con đoàn thầy con đã tốt được
Con cái chú sẽ đăng và giáo dục chúng theo luật chúng Kitô và hội thánh không?
Vậy là vì những con biết thiết lập một gia đình vô nhân thánh thiện, các con hãy thay đổi nhỏ lên sự vinh vật của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Mình thân mình do tin thì mong lòng nghe trên gian cho chúng ta nhận vào quan và hứa với một sự tử tế khi tình quận cũng như lúc nhân nghe khi mình phải cũng như đau đớn để yêu thương mình và trân trọng nghe mọi ngày được suốt đời. Em nhận anh Giang Kim chàng con vâng chàng chàng của em và muốn giữ lòng thương thị với anh khi nhận thưởng cũng như lúc gian nan khi mạnh khỏe như lúc đau đớn để yêu thương và cứu độ anh mọi ngày trước đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu cùng y sĩ như vợ mà các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tương độ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì khi Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào thân tương Chúa. Những này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.